Và đến sáng đến đêm thứ hai xong rồi thì người dạy không thể nào dạy được. Tôi mới ngồi dạy, tôi mới viết sẵn một tờ mảnh giấy mấy chữ: cô giáo ơi, hôm nay con mệt lắm, cho con xin phép nghỉ ở tại phòng. Thế khi tôi viết xong rồi thì ai cũng bảo là cô ơi cố lên đi, bà ơi cố lên đi. Thế thì tự lúc đó trong tâm tôi mới suy nghĩ rằng tôi bảo mình đến đây để làm gì nhỉ? Thưa tất cả khóa lớp thanh lọc của chúng ta, hôm nay là buổi tổng kết để ngày mai chúng ta chia tay, thì tôi cũng có một chút chia sẻ với tất cả mọi người. Tên tôi là Nguyễn Thị Minh Thùy, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1955, quê ở Hòa Bình, Lạc Sơn, Hòa Bình. Và kính thưa với tất cả trong khoa học, tôi thì gia đình tôi ở ngoài ở Hòa Bình, nhưng các con thì ở hết trong Nam. Năm ngoái tôi vào trong Nam để chăm sóc ông chồng, cùng vào đó tránh rét. Năm từ vợ chồng tôi thì bị tai nạn từ năm 1916, thì không may ra chồng tôi lại bị ngã dập thủy sống cổ, cho nên phải mổ, cuối cùng là bị liệt. Cho nên là tôi chăm sóc chồng tôi 7 năm rưỡi nay rồi. Và cứ đến mùa rét thì tôi phải vào trong miền Nam. Thế thì cơ duyên vào đó chăm sóc, thì năm ngoái tôi cũng vào, các con cũng tham gia cái lớp khóa thanh lọc này. Thì lần đầu tiên là con dâu tôi nó rủ: mẹ ơi, mẹ đi thanh lọc với chúng con. Thế tôi nghe thấy thông tin là thanh lọc có những cái gì đấy, thì nói thật là cũng mình cái tính tham sân si, cho nên là chưa nhận được. Ở thôi, mẹ xin phép, mẹ không đi được đâu, nhiều điều kiện lắm. Bây giờ vào về đấy là thực hành, không thực hành được thì có tội mới thầy. Cho nên là thôi mẹ không đi, các con cứ đi đi. Thế thì con dâu tôi nó mới đi khóa thứ nhất. Và khóa thứ hai thì lại tiếp con trai tôi đi. Về đến khóa thứ ba thì nó bảo: mẹ ơi, ở chùa lại có chuẩn bị có khóa học, con đăng ký cho mẹ đi đấy. Thế thì con dâu tôi nó bảo: mẹ sợ đói cái gì? Thế thì tôi cũng bảo là đói hay không không biết, nhưng mẹ chỉ sợ về không thực hành được thì lại có mắc tội thêm. Còn con trai tôi thì nó động viên, nó bảo là: mẹ ơi, mẹ cố mà đi thanh lọc đi. Bao nhiêu công việc ở nhà chăm sóc bố con sẽ đảm nhận, mẹ cứ yên tâm mà đi. Thế thì được các con động viên như thế thì tôi cũng đi. Thì trước khi tôi đã ho thì cũng rất là mạnh nó lắm, nó đau hết cả cái cơ ngực và cơ bụng đi, mỗi lần ho rúm người lại. Thì tôi đã uống thuốc ở nhà 2-3 ngày rồi. Khi mà mang thuốc lên đến khóa học thì cả ban tổ chức bảo là không được uống thuốc. Và tôi bước vào thì huyết áp của tôi là 170 đấy. Và cái chân tay tôi thì không thể nào ngồi được như thế này. Xin lỗi để tôi làm chứng. Tức là phải duỗi như này, ngồi được 5-10 phút lại phải xoay bên này, xoay thế này, xoay thế kia, không thể nào mà làm được. Và khi tôi ngồi học ở lớp tôi rất ngại. Và mỗi một lúc thì lại lên cơn ho rũ rượi như vậy, nể cái tiếng âm thanh rồi là nó nghe là khó chịu. Thì có các bạn ngồi đằng sau tôi cũng là phải lấy dầu xoa các lưng, ở lưng và huyệt. Thì cái đêm hôm đó tôi ngủ ở một cái hội nhà nghỉ rất lớn rộng, đêm ho phù phụ ra. Thế thì tôi mai tôi bảo: mọi người ơi thông cảm nhé, hôm qua tôi phá giấc ngủ của mọi người thì thông cảm vậy. Đến đêm thứ hai cũng thế, và đến sáng đến đêm thứ hai xong rồi thì người dạy không thể nào dạy được. Tôi mới ngồi dạy, tôi mới viết sẵn một tờ mảnh giấy mấy chữ: cô giáo ơi, hôm nay con mệt lắm, cho con xin phép nghỉ ở tại phòng. Thế khi tôi viết xong rồi thì ai cũng bảo là cô ơi cố lên đi, bà ơi cố lên đi. Thế thì tự lúc đó trong tâm tôi mới suy nghĩ rằng tôi bảo mình đến đây để làm gì nhỉ, mục đích của mình đến làm gì. Thôi thì quyết tâm vậy. Thế là tôi dậy, tôi đi xuống, đi lên hội trường thì lên cũng thương cô giáo là: nhà cô ơi, hôm nay bé 6 tuổi mệt lắm, cho nên là
không biết có tham gia được không. Thì cô giáo mới lại vỗ về động viên, thôi hôm nay bé 6 tuổi cứ theo cô nhá, để cô đi cùng đi bộ cùng với bé 6 tuổi. Ở trong ấy thì các cô giáo cũng thân thiện và vui lắm, cứ người nào mà trên 60 được gọi bé 6 tuổi, người trên 70 thì gọi là bé 7 tuổi. Đấy, cho nên là cũng thấy vui lắm. Thế thì hôm ấy thì tự nhiên tôi cũng cố ngồi thường là cũng đi ra ngoài sân để thể dục, thì dần dần tôi thấy khỏe hẳn lên. Và đến đi lấy thực dược để uống thì tôi phải nhờ là bạn ơi lấy hộ mình với một số về 132 với. Thế người ta lại lấy xuống hộ tôi, không leo được cầu thang, đi thì cứ phải bước hai nhịp mà chờ nhau chân nhau để bước từng lên như vậy thì rất là khổ. Thế đến cái hôm sáng hôm thứ tư, ngày thứ tư như này đấy, thì là tôi đi thể dục về thì tất cả mọi người ngồi ở ngoài sân, thì ngoài sân thì bắt đầu là cũng ngồi bình yên như thế này, tự nhiên thì ngồi nó cứ cao bao đây này thôi, không thể nào nó xẹp được xuống. Tự nhiên cứ mãi nói chuyện với nhau, lúc là giải giờ giải lao, tự nhiên cái chân nó hẹp xuống. Tôi mới tự nhìn xuống, tôi đã bảo ô chân mình ngồi được xuống rồi, các bạn ơi nhìn tôi này, ai cũng thấy quá, bảo ôi giời, bà sướng nhá, cô sướng nhá, đạo kia. Thế là tôi vội báo cáo với cô giáo chủ nhiệm, vai như là bạn Lan Hương này này, ở trong tôi gọi là cô giáo. Thế nên nó bảo khoe nhưng rối rít lên vậy, bảo ôi giời, chúc mừng bé 6 tuổi giỏi quá. Thế là bắt đầu là ngày hôm ấy là bắt đầu tự ngồi được, khoanh chân lại này và nhảy cầu thang tân tót từng bước một lên luôn. Đấy, rất là sung sướng. Thế thì sau cái đợt ấy rồi thì khi mà về thì huyết áp ngày trước cứ mỗi một sáng là phải một viên, ho thì cứ một tháng hoặc hơn một tháng lại phải tìm đến bác sĩ 5-7 ngày để uống thuốc, và chân thì không duỗi được, như không co được như vậy. Thế thì khi đi về là huyết áp tôi không, từ ngày đến giờ tôi không thể uống một viên nào nữa, và ho cũng giảm dần, và cũng nếu không nhầm cũng từ ngày ấy đến hôm nọ là tôi không có bị trận ho nào như vậy. Nhưng hôm nọ thì thực sự là đi chơi với các bạn, nó nằm cái máy điện máy lạnh như thế, thế là về ho lại, ho một trận như thế, đau hết cả cơ bụng cơ ngực, khổ lắm. Thì trước khi vào đây tôi vẫn còn khủng hoảng ho, nhưng đến hôm nay thì khỏi rồi, không ho nữa. Và huyết áp hôm vào đây đo, ở nhà tôi đo thì vẫn là 138, ở trên mức 80, 82, 85 thôi, rất là đều. Thế đến khi vào đến đây thì đo là 180, rồi 172. Thế xong là đo lúc nghỉ ngơi đến chiều tối thì lại đo tiếp thì là 163. Thì tôi cũng có đề nghị với cô Hải Hà là cháu ơi, cháu cứ giúp cô, cho cô vào chỗ nghỉ đi, mai sáng mai có gì đo lại cô, nếu cao cô xin rút lui, còn nếu mà không thì cho cô học. Thế bạn Hải Hà cho vào thì đến hôm sau đo, sáng hôm sau vẫn là 163. Thế thì ban tổ chức chấp nhận cho vào, cho nên tôi mới có số cuối cùng là 150. Và vào học từ hôm đến giờ đến hôm sau thôi thì cô bác sĩ Lan Hương Lan là đo thì huyết áp lúc ấy lại xuống 138 rồi, thì bác sĩ cũng khen một câu ui huyết áp này đẹp lắm rồi chị ạ. Thế là tôi rất phấn khởi để trở lại bình thường. Chia xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ che xanh. Thân gầy guộc lá mỏng manh, mà sao nên lũy nên thành che ơi. Ở đâu che cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đất hơi bạc màu. Có gì đâu, có gì đâu, mỡ màu ít chất dồn lâu quá nhiều. Rễ duyên không ngại đất nghèo, kẻ bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù. Vươn mình trong gió che đu, cây cam khổ vẫn nở ở hát ru lạ cảnh. Yêu nhiều nắng nọ trời xanh, che xanh không đứng khuất mình bóng râm. Bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu
che gần nhau thêm, thương nhau chứ không ở riêng, lũy thành từ đó mà nên hỡi người. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc chuyên đời cho nòi tre đâu chịu mọc tâm, chưa lên đã nhọn như trông lạ thường, lưng chân phơi nắng phơi sương, có nành áo cọc che nhường cho con, măng non là bụng măng non đã mang dáng thẳng thân tròn của tre. Năm qua đi tháng qua đi, che già măng bọc có gì lạ đâu, mai sau mai sau mai sau đất xanh che mãi xanh màu che.